tiểu sử giai kỳ, thông tin cá nhân, sự nghiệp và tình yêu. Giai kỳ tên thật là Trần Anh Quân, sinh ngày 21 tháng 9 năm 1993. Giai kỳ từng là sinh viên của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Những ca khúc hit của Giai kỳ như là Anh yêu em, Anh sẽ cố quên em, Con khóc khi em rời xa, điều lặng thầm trong anh đã mất em như ngày hôm qua. Jacky hiện là một trong những ca sĩ nổi tiếng được nhiều bạn trẻ yêu mến. Jacky không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, anh chàng còn sở hữu cho mình một chất giọng khỏe khoắn và chất. Những sản phẩm âm nhạc của Jacky đưa ra thị trường rất nhanh chóng chiếm vị trí lên bảng xếp hạng âm nhạc. Mặc dù lúc mới bắt đầu sự nghiệp, Jacky thực sự chưa nhận được sự ưu ái của khán giả, nhưng sự cố gắng tập luyện khiến con đường sự nghiệp của Jacky ngày càng thành công và có chỗ đứng trong nền âm nhạc Việt Nam. Con đường sự nghiệp của Jacky. Được biết thời còn là học sinh, Jacky là một cậu học trò cá biệt, thường xuyên bị rơi vào danh sách đen của lớp và trường. Điều này khiến bố mẹ của Jacky khá lo lắng và buồn phiền về tương lai của con. Chính vì thế, bố mẹ Jacky muốn anh theo học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để tu tâm dưỡng tính. Cũng từ xuất phát điểm này, Jacky bắt đầu nuôi mộng trở thành một nam ca sĩ nổi tiếng. Đến năm 2013, Jacky đăng ký tham gia cuộc thi Việt Nam Idol mùa 5. Tuy nhiên, Jacky chỉ dừng lại ở top 10. Mặc dù kết thúc cuộc thi sớm nhưng hình ảnh Jacky được nhiều khán giả nữ để ý vì ngoại hình của Jacky khá điển trai. Lý giải về cái tên Jacky mà anh chọn làm nghệ danh thì được biết anh là một fan cứng của giám khảo Asia Got Talent 2017, Jay Park. Sau khi rời cuộc thi Việt Nam Idol năm 2013, Jacky quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc một cách chuyên nghiệp hơn. Lúc này anh cho ra rất nhiều sản phẩm âm nhạc như là Anh yêu em, Anh sẽ cố gắng quên em, Con khóc, Khi em rời xa, điều lặng thầm trong anh đã mất em. Nhưng đáng tiếc những bài nhạc cho Jacky thể hiện không được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mãi đến năm 2017, Jacky tung ra thị trường âm nhạc bài hát Chiều hôm ấy do anh sáng tác và thể hiện. Chính bài hát này đã giúp tên tuổi của Jacky nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường âm nhạc Việt. Sau đó không lâu thì hàng loạt các ca khúc hit cho Jacky thể hiện như là Đừng như thói quen, Sao em nỡ, Vài tháng sau. Đặc biệt sau khi ca khúc Đừng như thói quen đưa ra thị trường âm nhạc, Jacky nhận không ít gạch đá bởi cho rằng Jacky đạo nhạc của ca sĩ Trịnh Thanh Bình. Dù vướng phải nhiều gạch đá nhưng Jacky vẫn nhận được nhiều sự quan tâm đông đảo của khán giả gần xa. Có thể nói năm 2017 là năm thành công nhất của Jacky. Anh đã xuất sắc góp mặt trong danh sách đề cử nghệ sĩ mới của năm 2017. Thành tựu này khiến Jacky trở nên mạnh mẽ và tiếp bước trên con đường sự nghiệp âm nhạc của mình. Chuyện đời tư của Jacky. Jacky vốn sở hữu ngoại hình điển trai cùng nụ cười duyên khiến fan nữ phải rung động. Trong show Thả Tính Cùng Sao, Jacky được đánh giá là một chàng trai cực kỳ đáng yêu vì độ thả tính của anh. Với sự vui tính hài hước của Jacky khiến không ít khán giả nữ phải đổ dạp trước những màn thả tính của anh chàng. Khi được hỏi về chuyện tình cảm thì Jacky muốn được giữ cho riêng mình. Sau chương trình Giai điệu chung đôi, Jacky kết duyên với Ngọc Duyên Sarah, một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Vốn là trai tài gái sắc nên khán giả sẽ tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi. Tuy nhiên kết cục hai người đã chia tay và chỉ xem nhau là bạn sau khi Ngọc Duyên Sarah trở thành vợ của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Ca sĩ Jacky được hot girl đình đám tỏ tình trong show hẹn hò. Trong chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, ca sĩ Jacky bất ngờ được hot girl Mai Anh tỏ tình
và chính thức trở thành một cặp đôi. Câu chuyện tình đẹp của cả hai đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Tập 23 trong chương trình Tỏ tình hoàn mỹ thu hút được sự quan tâm của khán giả bởi màn tỏ tình của hot girl Trương Hoàng Mai Anh. Thời gian qua, người đẹp tham gia chương trình Ngôn tình hoàn mỹ được rất nhiều chàng trai đến tỏ tình nhưng cô đều từ chối. Lần này, hot girl chấp nhận làm thí sinh để thổ lộ tình cảm của bản thân. Đứng trước dàn mỹ nam trong chương trình, Mai Anh chia sẻ rằng ngại yêu người thuộc cung xử nữ, không thích người cùng tuổi. Vậy nên khi biết người đẹp sinh năm 1993 đến với chương trình Jaiki, ai nấy đều bất ngờ vì nam ca sĩ này thuộc cung xử nữ và cũng sinh năm 1993. Theo chia sẻ, cả hai con biết nhau từ khá lâu trước đó, chơi chung một nhóm, Jaiki để ý đến Mai Anh và sau đó ngỏ lời, nhưng đáp lại là sự im lặng của cô. Chính vì thế, khi ngồi cạnh Mai Anh trên sân khấu, nam ca sĩ đặt câu hỏi thẳng thắn. Sự im lặng khá lâu của em đã khiến cho anh nghĩ có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn mà thôi. Ngày hôm sau khi em đến đây và đưa ra những từ khóa, anh cũng đã nghĩ đến, nhưng vẫn còn một chút mâu thuẫn. Lúc này đây, anh đang bị lẫn lộn giữa niềm vui và sự khó hiểu. Anh không biết tình cảm của em là gì. Nàng mẫu Chinix chia sẻ, cô không phải là một người tự tin như những gì thể hiện ra bên ngoài. Kể cả khi đã đứng trên sân khấu đối diện với giọng ca đừng như thói quen, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì cảm thấy bối rối. Mai Anh đồng thời cũng mang trong mình nỗi lo lắng rằng giờ đây khi phải chờ đợi quá lâu, liệu Jaiki còn dành tình cảm cho mình như trước? Nghe những lời thổ lộ từ đáy lòng của Mai Anh, Jaiki liền bày tỏ, em có bằng lòng làm người yêu của anh không? Anh khẳng định mình rất muốn được nắm tay Mai Anh cùng ra về sau chương trình. Đáp lại, Mai Anh chia sẻ, em rất muốn dừng lại nỗi cô đơn ở đây và từ ngày mai sẽ là những ngày vui của em và anh. Thay cho tất cả những lời muốn nói, nam ca sĩ đã nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi tay của Mai Anh. Ra khỏi chương trình, cặp đôi cũng đã có những hành động đầu tiên nhằm công khai tình cảm. Mai Anh chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh ngọt ngào bên Jaiki và viết, cảm ơn chàng trai vì đã kết thúc sự cô đơn của em. Chia sẻ về bạn trai hot girl xinh đẹp này cho biết, đây là anh chàng rất đặc biệt, chỉ cần nhìn là biết cô nghĩ gì, biết cách nhẫn nhịn và biết cách chấp nhận mọi tính xấu của cô. Trương Hoàng Mai Anh được biết đến là người mẫu có tiếng ở Hà Nội, người đẹp có hơn 468 người theo dõi trên mạng xã hội. Cô từng xuất hiện trong các MV ca nhạc cũng như phim truyền hình.